Thì chào tất cả các em, rất vui khi được gặp lại các em trong buổi chữa đề online số 5 này. Đề online số 5 thuộc lĩnh vực tiếp tuyến. Bây giờ thì cho mình cùng vào câu thứ nhất. Cho hàm số y bằng x cộng 2 tất cả chia cho 2x cộng 3, gọi là hàm số 1. Ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1. Ý số 2, viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1, biết tiếp tuyến cắt OX, OY lần lượt tại AB và tam giác OAB cân tại O. Bây giờ thầy cho mình cùng giải ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1. Hàm số 1 của chúng ta là một hàm bậc nhất trên bậc nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành các bước như sau. Bước thứ nhất, tập xác định D bằng R, bỏ đi phần tử trừ 3 phần 2. Bước số 2, sự biến thiên. Trong bước sự biến thiên, các em thực hiện các bước sau. Thứ nhất, giới hạn và tiệm cận. Kem tính cho thầy các giới hạn sau. Limit khi x tiến tới cộng trừ vô cùng bằng lim của x cộng 2 chia cho 2x cộng 3 khi x tiến tới cộng trừ vô cùng. Thầy hướng dẫn các em cách tính nhanh giới hạn này như sau. Các em lấy hệ số gắn với x trên tử chia cho hệ số gắn với x ở dưới mẫu. Kết quả bằng 1 phần 2. Từ đây các em suy ra đường thẳng y bằng 1 phần 2 là tiệm cận ngang. Thầy viết tắt tiệm cận ngang. Các em tính cho thầy hai giới hạn tiếp theo. Limit khi x tiến tới trừ 3 phần 2 trừ và limit khi x tiến tới trừ 3 phần 2 cộng. Thầy hướng dẫn các em cách tính nhanh hai giới hạn này như sau. Các em lấy đường chéo thứ nhất trừ đường chéo thứ hai. 1 nhân 3 trừ 2 nhân 2 kết quả bằng trừ 1 là một giá trị âm. Thì giới hạn đầu tiên chính là âm vô cùng và giới hạn thứ hai là dương vô cùng. Nếu kết quả tính được là giá trị dương thì giới hạn đầu tiên là dương vô cùng, giới hạn thứ hai là âm vô cùng. Từ đây, các em suy ra đường thẳng x bằng trừ 3 phần 2 là tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng, thầy viết tắt. Chuyển sang bước thứ hai, đó là bảng biến thiên. Để lập được bảng biến thiên của hàm số bậc nhất trên bậc nhất, kem tính đạo hàm. Ta có y phẩy bằng. Để tính nhanh đạo hàm bậc nhất trên bậc nhất, kem lấy đường chéo thứ nhất trừ đường chéo thứ hai thì ra kết quả tử. Trừ 1 chia cho mẫu bình phương là 2x cộng 3 tất cả bình. Y phẩy luôn nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc D. Từ đây thầy có bảng biến thiên. Kem kẻ cho thầy 3 dòng. X, y phẩy, y trừ vô cùng đến dương vô cùng trừ 3 phần 2. Dấu của biểu thức y phẩy luôn gì? Nhỏ hơn 0. Dòng của y mũi tên đi xuống. Khi x tiến tới cộng trừ vô cùng thì y tiến tới 1 phần 2. 1 phần 2. 1 phần 2. X tiến tới trừ 3 phần 2 trừ thì y tiến tới trừ vô cùng. X tiến tới trừ 3 phần 2 cộng thì y tiến tới dương vô cùng.
Thầy có kết luận sau: hàm số nghịch biến, thầy viết tắt nghịch biến, trên mỗi khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 3 phần 2 và từ trừ 3 phần 2 đến dương vô cùng không có khoảng đồng biến và hàm số không có cực đại cực tiểu. Chuyển sang bước số 3, đồ thị. Để vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất, các em dựa vào các đường tiệm cận và dựa vào các điểm đặc biệt. Các em cho x bằng 0, các em thay vào, các em tìm được ra y bằng 2/3. Các em cho y bằng 0, thay vào, các em tìm được ra x ở đây bằng trừ 2. Và các em nhận xét cho thầy, đồ thị đối xứng nhau qua giao điểm của hai đường tiệm cận. Điểm Y có tọa độ là trừ 3/2, 1/2. Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa đồ thị. Các em vẽ cho thầy hệ trục tọa độ. O, X, Y. Các em dựng cho thầy các đường tiệm cận. Tiệm cận đứng là gì? Trừ 3/2. Trừ 3/2. Tiệm cận ngang, Y bằng 1/2. Giao điểm của hai tiệm cận là điểm này. Đây chính là điểm Y. Được chưa các em? Các em dựng cho thầy hai điểm đặc biệt. X bằng 0, Y bằng 2/3. 2/3 nằm ở đây. Được chưa? Y bằng 0, X bằng trừ 2. Trừ 2 nằm ở đây. Thầy cho mình cùng phác họa đồ thị. Các em lưu ý đồ thị là một đường cong. Càng ra xa càng bám sát hai tiệm cận nhưng không được cắt. Được chưa? Và nhánh số 2. Vậy là thầy đã phác họa được đồ thị hàm số y bằng x cộng 2 chia cho 2x cộng 3. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý số 2, viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1, biết tiếp tuyến cắt OX, OY lần lượt tại AB và tam giác OAB cân tại O. Với ý số 2 này, thầy có hai hướng giải sau. Cách thứ nhất, thì gọi điểm M có tọa độ x0 phải x0 cộng 2 chia cho 2x0 cộng 3 với x0 đây là khác trừ 3/2 thuộc đồ thị hàm số 1. Bước số 2 thì viết phương trình tiếp tuyến tại M. Bước số 3, thầy đi tìm giao điểm của tiếp tuyến với các trục tọa độ. Thầy tìm được tọa độ điểm A, điểm B theo x0 để cho các em. Và bước thứ 4, thầy khai thác giả thiết tam giác OAB cân tại O, nghĩa là thầy có được gì? OA bằng OB. Từ đây thầy suy được ra một phương trình ẩn x0. Giải phương trình các em sẽ tìm được x0 và từ đó suy ra tiếp tuyến. Cách làm số 2, thầy khai thác trực tiếp giả thiết tam giác OAB cân tại góc tọa độ O.
Kem quan sát thầy phác họa hình vẽ. Đây là tiếp tuyến của chúng ta. Cắt OX tại A, cắt OY tại B. Tam giác OAB cân tại O. Do tam giác OAB cân tại O nên thầy suy được ra đường phân giác thứ nhất. Y bằng X là vuông góc với gì? Tiếp tuyến. Đúng chưa các em? Vậy từ đây thầy suy được ra hệ số góc của tiếp tuyến. K bằng K nhân với hệ số góc của đường thẳng này bằng trừ 1, vì do tiếp tuyến vuông góc của đường thẳng. Và từ đó thì tìm được ra K ở đây bằng trừ 1. Được chưa các em? Trường hợp số 2, các em quan sát hình vẽ sau. Ô tiếp tuyến của chúng ta đây, điểm A, điểm B, OA bằng OB. Các em quan sát cho thầy phân giác thứ hai. Đường thẳng phân giác thứ hai này y bằng trừ x, được chưa? Thì thấy rằng tiếp tuyến vuông góc với đường phân giác thứ hai. Từ đây thì suy được ra hệ số góc của tiếp tuyến K. K nhân với gì? Hệ số góc của đường thẳng là bằng trừ 1. Kết quả bằng trừ 1. Do gì? Tiếp tuyến vuông góc với gì? Đường thẳng y bằng trừ x. Từ đó thì tìm được là K ở đây bằng 1. Vậy là gì? Với cách làm số 2 này, thầy sẽ đi tìm hệ số góc của tiếp tuyến. Và thầy đưa bài toán của chúng ta về bài toán viết phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc. Mà bài toán viết phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc thì các em quá quen thuộc rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải số 2. Với cách giải thứ nhất, các em về nhà tự làm. Thầy có lời giải chi tiết như sau. Giải. Các em lý luận như sau. Do tiếp tuyến cắt OX, OY tại A, B và tam giác OAB cân tại O. Từ đây thầy suy ra tiếp tuyến vuông góc với hai đường thẳng y bằng cộng trừ x và thầy suy được ra hệ số góc của tiếp tuyến bằng cộng trừ 1. Được chưa các em? Hệ số góc của tiếp tuyến là bằng cộng trừ 1. Thầy có y phẩy bằng f phẩy x, kết quả bằng trừ 1 chia cho 2x cộng 3 tất cả bình phương. Từ đây thầy suy ra phương trình f phẩy x bằng k. K là hệ số góc của tiếp tuyến, tương đương với trừ 1 chia cho 2x cộng 3 tất cả bình bằng 1, trừ 1 chia cho 2x cộng 3 tất cả bình bằng trừ 1. Với trường hợp thứ nhất này, phương trình vô nghĩa. Do vế bên trái của chúng ta luôn nhỏ hơn 0, vế bên phải luôn lớn hơn 0, được chưa? Vậy là thì chỉ còn trường hợp số 2. Tương đương với 2x cộng 3 bằng bình bằng 1. Và thầy có được 2x cộng 3 bằng 1, 2x cộng 3 bằng trừ 1. Điều này tương đương với x bằng trừ 1 và x bằng chỉ trừ 2, cái này chính là x0. Thầy xét với x bằng x0 và bằng trừ 1, thay vào hàm số
Các em suy được ra y ở đây. Y là bằng 1, đây chính là giá trị y0. Từ đây thì suy ra tiếp tuyến. Y bằng k, k bằng trừ 1, nhân x trừ x0 là cộng 1, cộng với y0 đây bằng 1. Các em tiến hành rút gọn, kết quả bằng trừ x. Trường hợp này, loại. Tại sao loại? Tại vì đường thẳng y bằng trừ x của chúng ta không cắt hai trục tọa độ tại A và B để tạo thành một tam giác OAB cân tại O được. Đúng chưa các em? Vậy loại trường hợp này. Với x bằng x0 và bằng trừ 2, thay hàm số thì tìm được ra y ở đây bằng 0, đây chính là giá trị y0. Từ đây thì suy được ra tiếp tuyến y bằng trừ 1 nhân x cộng 2 cộng với 0. Các em tiến hành rút gọn thì các em có được y bằng trừ x trừ 2. Thỏa mãn yêu cầu bài đặt. Và đến đây thì các em kết luận cho thầy đồ thị hàm số 1 có tiếp tuyến y bằng trừ x trừ 2 cắt các trục tọa độ OX, OY tại AB và tam giác OAB cân tại O. Thầy đã hoàn thành cho các em xong câu thứ nhất. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu số 2, cho hàm số y bằng 2x cộng 1 tất cả chia cho x cộng 1 có đồ thị là C. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C, biết tiếp tuyến cách đều hai điểm A có tọa độ 24, B có tọa độ trừ 4, trừ 2. Với câu số 2 này, thầy thực hiện các bước giải gần giống với cách thứ nhất của câu 1 thầy đã trình bày cho các em. Bây giờ, thầy cho mình cùng tiến hành giải. Bước thứ nhất, thầy gọi điểm M có tọa độ x0,2x0+1 tất cả chia cho x0+1 thuộc đồ thị C. Và các em lưu ý cho thầy x0 khác trừ 1. Bước số 2, thầy viết phương trình tiếp tuyến tại M. Ta có y phẩy bằng f phẩy x kết quả bằng 1 chia x cộng 1 tất cả bình. Từ đây thầy suy ra f phẩy của x0 bằng 1 chia cho x0 cộng 1 tất cả bình. Và thầy có được phương trình tiếp tuyến tại M. Y bằng 1 chia x0 cộng 1 tất cả bình nhân x trừ x0 cộng với 2x0 cộng 1 chia cho x0 cộng 1. Thầy tiến hành quy đồng bỏ mẫu để chuyển về phương trình ở dạng tổng quát. Thầy có x0 cộng 1 tất cả bình nhân với y bằng x trừ x0 cộng với 2x0 cộng 1 tất cả nhân với x0 cộng 1. Các em chuyển về rút gọn, các em có được phương trình tiếp tuyến như sau. X trừ đi x0 cộng 1 tất cả bình nhân với y cộng với 2x0 bình cộng 2x0 cộng 1 bằng 0. Đây chính là phương trình tiếp tuyến dưới dạng tổng quát. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành tìm giá trị x0. Tìm được giá trị x0 thầy thay vào đây là thầy được tiếp tuyến cần tìm. Để tìm được giá trị x0 thầy khai thác giả thiết tiếp tuyến cách đều hai điểm A và B. Thầy tính khoảng cách từ điểm A đến tiếp tuyến. Để tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, thầy cho mình sẽ sử dụng đến công thức hình học. Thay tọa độ điểm đó vào vế trái của phương trình đường thẳng, lấy trị tuyệt đối chia cho độ dài vectơ phát tuyến. Cụ thể bài này, thầy thay tọa độ điểm A vào vế trái của phương trình tiếp tuyến. Chỗ nào có x thì thay bằng 2, chỗ nào có y thì thay bằng 4 vào. Sau đó thầy lấy trị tuyệt đối, thầy có 2 trừ đi x0 cộng 1 tất cả bình nhân với 4 cộng với 2x0 bình cộng với 2x0 cộng 1 tất cả chia cho
Độ dài của vectơ phát tuyến là căn bậc 2 của hệ số gắn với x ở đây là bằng 1, 1 bình phương cộng với hệ số gắn với y ở đây là gì? Trừ mở ngoặc đơn x0 cộng 1 tất cả bình. Các em đi mang đi, bình phương thì bằng x0 cộng 1 tất cả mũ 4. Được chưa? Các em tiến hành rút gọn thì các em có được kết quả ở đây bằng trị tuyệt đối của. Cái này thì có được là gì? 4x0 bình trừ 4x0 bình cộng với 2x0 bình. Vậy thì được kết quả đây là gì? Trừ 2x0 bình. Được chưa? Trừ đi 6x0 trừ 1 tất cả chia cho căn bậc 2 của 1 cộng với x0 cộng 1 tất cả mũ 4. Tương tự thì tính khoảng cách từ điểm B đến tiếp tuyến bằng thay tọa độ điểm B vào vế trái của phương trình tiếp tuyến lấy trị tuyệt đối thì có được kết quả như sau. Trừ 4 nhân trừ đi x0 cộng 1 tất cả bình này nhân với trừ 2, được chưa các em? Rồi, cộng với 2x0 bình cộng 2x0 cộng 1 tất cả chia cho căn bậc 2 của 1 cộng với x0 cộng 1 tất cả mũ 4. Các em tiến hành rút gọn thì các em có được kết quả bằng trị tuyệt đối của gì? 4x0 bình này, được chưa? Cộng với 6x0 trừ 1 tất cả chia cho căn bậc 2 của 1 cộng với x0 cộng 1 tất cả mũ 4. Theo giả thiết thì thầy có khoảng cách từ điểm A đến tiếp tuyến bằng khoảng cách từ điểm B đến tiếp tuyến. Điều này tương đương với gì? Tương đương với thầy có được trị tuyệt đối của trừ 2x0 bình trừ 6x0 trừ 1. Đúng chưa? Bằng trị tuyệt đối của 4x0 bình cộng 6x0 trừ 1. Tương đương với hai phương trình. Các em có được là gì? Trừ 2x0 bình trừ 6x0 trừ 1 bằng 4x0 bình cộng với 6x0 trừ 1. Và các em có được trừ 2x0 bình trừ 6x0 trừ 1 bằng trừ 4x0 bình phương trừ 6x0 cộng với 1. Các em tiến hành rút gọn thì các em có được hai phương trình ở đây. Các em chuyển sang đây, các em có được là gì? 10. Chuyển sang bên đây thì có được kết quả đây là 6x0 bình phương này cộng với 12x0 này bằng 0. Đúng chưa? Với phương trình số 2 này thì rút gọn nó đi thì thầy có được kết quả, các em chuyển sang vế bên kia thì các em được kết quả đây là gì? 2x0 bình, đúng chưa? Trừ đi 2 bằng 0. Giải hai phương trình này các em tìm được ra x0 là bằng 0 này, x0 bằng trừ 2, x0 bằng 1, x0 bằng trừ 1. Với giá trị x0 bằng trừ 1 chúng ta loại. Vậy là còn 3 giá trị x0. Thì thay 3 giá trị x0 này vào phương trình tiếp tuyến thì có. Với x0 bằng 0 thay vào thì có được tiếp tuyến thứ nhất y bằng gì? X cộng 1. Được chưa? Còn với x0 bằng trừ 2 thay vào thì có được tiếp tuyến là gì? Y bằng x cộng với 5. Với x0 bằng 1 thay vào thì có được tiếp tuyến là y bằng 1/4x cộng 5/4. Và đến đây thì các em kết luận cho thầy có 3 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài ra. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu thứ 3. Câu số 3, cho hàm số y bằng fx bằng 1/3 mx mũ 3 cộng với m trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x bình cộng với mở ngoặc đơn 4 trừ 3m đóng ngoặc đơn nhân x cộng 1
của đồ thị là CM. Tìm các giá trị của M sao cho trên đồ thị CM tồn tại một điểm duy nhất có hoành độ âm mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng D có phương trình x cộng 2y trừ 3 bằng 0. Để làm được câu số 3 này, các em lưu ý cho thầy, cái điểm cần tìm của chúng ta là có hoành độ âm và là điểm duy nhất thuộc đồ thị C. Tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng D. Các em cần lưu ý thầy các điều kiện trên. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải như sau. Thứ nhất, thầy gọi điểm M có tọa độ x0, y0, được chưa? Là điểm thỏa mãn yêu cầu bài đặt nha. Là điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Nghĩa là x0 ở đây chúng ta nhỏ hơn 0. Được chưa? Và điểm M này là duy nhất thuộc đồ thị C. Tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng D. Được chưa các em? Bây giờ thầy tìm hệ số góc của tiếp tuyến tại M. Thầy có y phẩy bằng f phẩy x bằng mx bình cộng với 2 nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng 4 trừ đi 3m. Từ đây thầy suy ra hệ số góc của tiếp tuyến tại M. Của tiếp tuyến tại M là f phẩy x0 bằng mx0 bình phương cộng với 2 nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x0 cộng 4 trừ đi 3m. Thầy khai thác giả thiết đó là tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng D. Có đường thẳng D x cộng 2y trừ 3 bằng 0. Điều này tương đương với gì? Y bằng trừ 1/2 x cộng 3/2. Từ đây thì suy ra hệ số góc của đường thẳng D. Của đường thẳng D là bằng trừ 1/2. Đứng cho kèm. Rồi. Do tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng D nên từ đây thì suy được ra f phẩy của x0 nhân với trừ 1/2 bằng trừ 1. Tích của hai hệ số góc bằng trừ 1. Thầy có được kết quả như sau. Tương đương với m x0 bình cộng với 2 nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 nhân x0 cộng với 4 trừ đi 3m bằng thầy lấy trừ 1 chia cho trừ 1/2, kết quả bằng 2. Chuyển vế rút gọn thầy được phương trình m x0 bình cộng với 2 nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x0 cộng 2 trừ đi 3m bằng 0. Thầy gọi phương trình này là phương trình số 1. Thầy lý luận như sau. Để trên đồ thị CM tồn tại một điểm M duy nhất có hoành độ âm mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng D khi và chỉ khi phương trình 1 được chưa có một nghiệm âm. Để chờ có một nghiệm âm. Các em quan sát cho thầy phương trình số 1 này. Bây giờ thầy trò mình đang cần tìm cái phương trình số 1 này có một nghiệm âm. Để chờ thầy xét trường hợp 1 tương đương với xảy ra các trường hợp. Các trường hợp. Trường hợp 1 đó là gì? Hệ số A
bằng 0, tương đương với m bằng 0. Được m bằng 0. Thay vào phương trình, các em có được, vậy là các em sẽ được là gì? Trừ 2x0 cộng với 2 bằng 0. Các em tìm được ra gì? x0 bằng 1 lớn hơn 0. Vậy là loại. Đúng chưa? Chứ đã không xảy ra trường hợp này. Hay là gì? M bằng 0 không thỏa mãn. Thầy xét trường hợp 2. Phương trình 1 có nghiệm kép. Phương trình 1 có nghiệm kép. Và giá trị nghiệm kép đó nhỏ hơn 0. Điều này tương đương với, các em quan sát cho thầy phương trình số 1. Muốn có nghiệm kép thì phương trình số 1 phải là phương trình bậc 2, nghĩa là A bằng M phải khác 0. Được chưa các em? Để có nghiệm kép delta, thì dùng delta phải bằng M trừ 1 tất cả bình, trừ đi AC là trừ đi M nhân với 2 trừ đi 3M bằng 0. Giá trị nghiệm kép là gì? Trừ B trên 2A. Kết quả ở đây là bằng bao nhiêu? Trừ đi M ngoặc đơn M trừ 1 chia cho M nhỏ hơn 0. Thầy cho mình cùng tiến hành giải hệ điều kiện này. Hệ điều kiện tương đương với M khác 0, 4M bình trừ 4M cộng 1 bằng 0, trừ M cộng 1 chia cho M nhỏ hơn 0. Các em tiến hành giải hệ điều kiện này. Các em có M khác 0, M bằng 1/2. Với điều kiện số 3, thầy có M nhỏ hơn nghiệm nhỏ và M lớn nghiệm lớn. Một nghiệm ở đây là gì? Bằng 0, một nghiệm bằng 1. Được chưa các em? Kết hợp lại thì thầy suy ra không tồn tại M. Vậy là không xảy ra trường hợp này. Thầy cho mình cùng xét trường hợp số 3. Phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt x01 nhỏ hơn 0, nhỏ hơn x02. Điều này tương đương với A khác 0, P nhỏ hơn 0. P ở đây chính là tích hai nghiệm. Các em quan sát cho thầy phương trình số 1. M khác 0, P là gì? C trên A, đúng chưa các em? Kết quả bằng 2 trừ 3M chia cho M nhỏ hơn 0. Các em tiến hành giải bất phương trình này. M khác 0. Các em quan sát cho thầy hệ số A ở trên tử là bằng trừ 3. Hệ số A ở dưới mẫu bằng 1. Vậy là phân thức sẽ là bằng trừ 3 nhỏ hơn 0 cùng dấu với dấu của bất phương trình. Vậy ngoài khoảng 2 nghiệm, M nhỏ hơn nghiệm nhỏ và M lớn nghiệm lớn. Tử của nghiệm là bằng gì? 2/3. Mẫu của nghiệm bằng 0. Vậy là thầy có được là nhỏ hơn 0 và lớn hơn 2/3. Và từ đây thì tìm được ra là M nhỏ hơn 0, M lớn hơn 2/3. Vậy là ở trường hợp 3 thì tìm được ra điều kiện của M, đó là M nhỏ hơn 0, M lớn hơn 2/3. Đến đây các em kết luận cho thầy, với M nhỏ hơn 0 hoặc M lớn hơn 2/3 thì trên đồ thị CM tồn tại duy nhất một điểm có hoành độ âm mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng D. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu số 3, cũng là câu cuối cùng của đề online số 5 này. Các em về nhà xem lại thật kỹ những gì thầy đã phân tích cho các em để rút cho mình một kinh nghiệm ở đây. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.